Ủa bà Trúc gì sao bà ho dữ vậy? Cỡ còn nước không? Hết trơn nước rồi. Ủa nhưng mà khoan nha, bà ho mà con thấy có cục gì chạy qua chạy lại nè. Mà cái cục này là ngày xưa giống như cha con nha, mới đầu tính đâu hả là GU bình thường thôi, rốt cuộc đi khám ra ung thư tuyến giáp, đi bán muối vậy. Nó bậy nó bạ không à. Chị Trúc ơi, chị Trúc ơi, bác Trúc ơi. Cái ủa sao tự nhiên nhà mình im lặng quá vậy ta? Im lặng quá vậy? Chị chồng. Ừ. Im lặng để chịu đựng đấy. Chuyện gì vậy? Công nhận ha, bà nói y như thần đoán luôn. Cậu Quyết Thắng và Ngọc Cát đã chia tay nhau. Đấy, mẹ ôi thấy chưa? Ơi, chia tay nhau nhưng mà cái quan trọng là Ngọc Cát là người chia tay Quyết Thắng. Thấy chưa? Tôi biết ngay mà. Rồi bây giờ câu chuyện sao kể nghe coi. Sao sao? Trời ơi, con nghe nó bỏ cháu con mà, cháu chồng con mà, con đâu thể nào mà con đứng yên được. Con đi kiếm liền rồi nè. Ê, bước qua đây tôi hỏi chuyện tại sao lại chia tay cháu tôi. Cháu tôi có tội tình gì mà chồng chia tay cháu tôi? Chỉ mặt con nói nè ha, chị đừng có nói chuyện ăn nói ngang ngược nghe. Chính cháu chị là người chia tay tôi. Cháu chị phụ bạc tôi, chà đạp tình cảm của tôi, không yêu tôi nữa, nghĩ sao mới quen tôi mà chia tay. Nói chia tay là chia tay một cái gục. Mà chưa hết. Cái này mới quan trọng. Cái gì nữa? Quyết Thắng không hề biết Ngọc Cát có đứa con riêng. Ôi dồi, cái gì? Đúng rồi. Không biết à, con Cát không nói à? Con nói, không có nói là có con riêng. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là Ngọc Cát nó chưa nói là bởi vì á, khi mà nó biết tin là thằng Quyết Thắng á, là không muốn, không thích con nít, cho nên á, nó cảm thấy tự ti và nó cảm thấy là bản thân của nó không xứng đáng Quyết Thắng, cho nên nó chủ động nó chia tay. Đúng rồi. Là vì nó không muốn con Mỹ Ngọc bị xem thường. Đúng rồi. Thấy thương nhỏ quá. Thế mẹ ơi, thế là con hiểu nhầm con gái của con. Vậy là mẹ, đúng rồi. Làm cha làm mẹ biết bao nhiêu người, có bao nhiêu người hiểu được con cái của mình. Không là trong đó được. Là có cô. Ê, đó mày làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây? Uống nước, khát nước quá, nãy giờ đi môi tinh. Đây không phải là nước của cô uống, đây là nước Yến đấy. Nước chị. Yến đặc biệt đấy. Chị. Thôi để đi lên đi. Thôi mẹ ơi, con lên con ăn ủi con cát nhá. Để sẵn này nghe chưa? Vâng, hiểu rồi. Hiểu rồi, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ. Yến mà uống nhiều quá là đau bụng. Ủa? Bà Trúc. Gì? Sao bà ho dữ vậy? Cỡ còn nước không? Hết trơn nước rồi. Ủa nhưng mà khoan nha, bà ho mà con thấy có cục gì chạy qua chạy lại nè. Mà cái cục này là ngày xưa giống như cha con nha, mới đầu tính đâu hả là GU bình thường thôi, rốt cuộc đi khám ra ung thư tuyến giáp, đi bán muối vậy. Nó bậy nó bạ không à. Cái cục này á, là cái là bị viêm, có lâu rồi. Ừ, lành tính mà không biết, thôi đừng hết tầm bậy tầm bạ. Ai biết đâu thấy chạy qua chạy lại gần như trái khế. Khát nước phải không? Khát nước. Đi xuống sao lấy nước uống đi, rồi sẵn rót cho tôi miếng nước tôi uống. Dạ. Chờ tôi xíu nha. Phan, mà phải đi khám đi nha. Mệt quá. Chứ đi bán muối là buồn lắm á.